Ê, Bali đó, Bali, Hello, xin chào tất cả bạn, chào tất cả bạn quay lại, tôi là VHD tôi. Yeah, chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Hôm nay tôi sẽ thực hiện một cái clip thử thách, đó chính là đây, liên quan với tôi chỗ này. Đây. Đây là những bịch nước tôi đã để sẵn tiền. Đây. Đây cốc thứ nhất là 3.000, cốc thứ hai là 10.000, cốc thứ ba là 15.000. Ok. Nước đó cũng mà chuẩn bị sẵn rồi. Ở bên kia là cái bàn nhỏ. Đây. Tôi sẽ kêu lại tới và sẽ bắt đầu cho các bạn uống. Đây. Đây là ba thanh niên đã chấp nhận thử thách. Đây. À, các bạn nhỏ, đây là các bạn nhỏ, ba đứa. Thì các bạn lần lượt hãy tới uống đây. Được các mô thì lấy tiền về luôn, ok. Đây. Ok, nước tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, đổ đầy nước rồi. Ok, đầy ly luôn. Ok, đây thì bạn nhỏ đầu tiên. Tới uống đi. Yeah. Đây các bạn nhỏ đây. Uống hết nha, không không được uống hết là không không được đổ rớt xuống nha, đổ xuống là bị lấy tiền lại nha. Ui ui, một ly rồi, một ly hết trơn luôn, cầm 3.000 luôn em ơi, cầm 3.000 luôn. Đi đi, hết nữa rồi, hết nữa rồi. Các bạn nhỏ hay nha. Rồi rồi, thanh niên này đang đang đang. Rồi, à cái thì đây là thanh niên đầu lá trình được 3.000. Cái thanh niên này rất là vui luôn. Cái thì thanh niên thứ hai, là thanh niên thứ hai rất là ngáo đá luôn. Đây, đây uống đi em ơi. Đây. Đây. Thanh niên này đang tạm cọc thứ nhất. Cố lên, cố lên, cố lên. Ôi, ôi, ôi. Rồi, một cốc, một cốc, một cốc. Rồi, rồi, thanh niên này đã thay được đây. Rồi, 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 rồi. Rồi, thanh niên này không chơi nữa. Ok, thanh niên này uống được một cốc. Đây, uống được một cốc lại được 3.000. Đây. Chưa có ai chạm được cốc thứ hai. Đây là một cốc lọc kỷ lục của chúng tôi. Đây. Đây đây là thanh niên thứ ba. Thanh này có thể rụt rẻ lắm. Ok. Đây sẽ uống cái này đang chạm cốc thứ nhất. Cố lên, cố lên. Chưa ai chạm được cốc thứ hai đâu các bạn. Chưa ai chạm được cốc thứ hai luôn. Cốc thứ hai, hai cốc là 10.000. Rồi. Đẻ mửa rồi, đẻ mửa rồi. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Rồi, 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 rồi. Ba góc này chắc chắn là không có ai đụng đến vì rất là nhiều. Đây. Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. Rồi. Rồi, thanh niên là tài công thứ hai. Phá vỡ kỷ lục rồi. Một, hai, một. Đây là cái mặt ngáo đá của anh ấy uống nước. Yeah. Ai. Ê cu. Ai anh ơi, tạm con thứ hai. Tức là ai. Cú ơi, chồng cũng thứ ba luôn nha cú ơi. Bỏ được 10 ngàn luôn cú ơi. Cú này mà uống được thêm một ly nữa là được 10 ngàn. Rồi. Uống tiếp đi, tiếp đi. Tiếp. Tiếp đi. Tiếp đi. Tiếp đi. Tiếp tiếp. Ơi, thanh niên này bỏ cuộc và được kỷ lục 2 ly. Đây. Thanh niên này. Ok. Ai được chạm cốc thứ ba anh em ơi. Ok thôi tôi sẽ bây giờ tôi sẽ thử thách này. Rồi bà thanh niên này
đại khoảng 1 ly, 2 ly và rất cái đắng, rất cái cua đù. Và đây là trà trà đặc biệt. Ai mà uống được hết từng này ly là từng tiền này luôn. Em nào mà nhớ uống nha. Thanh niên đó bị điên rồi, bị đù rồi. Bây giờ đang định nhảy xuống sông. Ơi đây, rất là mê luôn. Đó, ơi ơi. Ơi. Ở đây nha, phần hai thanh niên này. Đây. Hai em này mà uống được chừng nó là sẽ được lấy hết tiền luôn. Ok, em thứ nhất. Vô. Đây đây. Rất sung, rất sung, rất sung. Ngon đặc chứ. Yeah. Yeah. Một ly rồi. Một ly rồi. Gì à. Vỗ tay. Rồi thế này ta có cửa hai. Sắp hết tiền ơi. Sắp bay đi. 28.000 ơi. Rất cay luôn. Lý thứ ba. Yeah. Thân niên này chạm được 28.000 rồi anh em ơi. 3 ly rồi. 1, 2, 1, 2, 1. Ôi, thân niên này rất là phê cứng. Đây. 3 ly rồi, 3 ly, yeah. Ê, ai đây này. Được 28.000. À, phê cưng rồi. Ủa, chưa đây này, uống 5 ly rồi. Rồi, e rồi. Rồi. Bây giờ cứ thật đấy là tôi. Tôi chịu uống. Ừ. À, bác tên em đã uống xong lưng thì tôi đã chịu hiểu rồi. Thế này, này chúng ta uống hết là bao đi. Bắt đầu đàm. Xông. Rồi ông hả? Lại lại luôn. Chết rồi. Mày giang mày. thân niên này mẹ thân niên sung đã em cảm giác như thế nào hả bạn? Ông đã thực hiện phát tay quá. Còn hai ly em hết. U này ghê ha. U về hát đi chôn ghê ha. Cảm giác như thế nào U về hát đi chôn. Dạ. Rất no luôn. Đây. Cái này à. Anh em thấy hai video hay thì nhớ like và share đăng ký kênh ủng hộ nha. Cảm ơn các anh em đã xem video. Cảm ơn các anh em. Bye bye.